Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang xây dựng kịch bản giảm hoặc giảm các loại thuế cho doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trước dịch bệnh căng thẳng. Cụ thể, dự kiến khoảng 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm nay đối với doanh nghiệp tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020. Đặc biệt, số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 của năm nay đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế có thể giảm 50%. Đối với mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ cũng sẽ giảm 30%. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính áp dụng chính sách miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, 2019 và 2020. Theo dự toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện các giải pháp đề xuất tại dự thảo nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng.